trấn thủ ông xuống bầu sàn cho ông làm tá điện ở dưới rồi ông đắp xăng máy bay ở dưới rồi là cái đó là trong gia đình mới biết, đưa ông xuống bầu sàn đó là lúc đó là đưa ông xuống bầu sàn là cho ông giữ ở dưới. Như các bạn cũng đã biết, giai thoại của công tử Bạc Liêu rất là giàu có hồi xưa. Nhưng mà cái ngôi nhà của ông thì hiện tại thì nằm ở trong thành phố Bạc Liêu. Nhưng mà ngôi mộ của ông thì ít số các bạn biết tới. Bây giờ hôm nay Sanh sẽ tới đây để cùng cho tất cả các bạn tham quan ngôi mộ, nơi an nghỉ của công tử Bạc Liêu nổi danh ngày xưa các bạn. Xin mời tất cả các bạn cùng Sanh tham quan nhé. Con đốt á. Dạ. Dạ đây là Trần Chinh Huy nè. Ông Quang Huy là công tử Bạc Liêu. Còn dạ. Ông Phan Trường Căng là ông rể nè. Dạ, là con rể. Rể của ông hội đồng. Con hội đồng của ông cụ Trần Chinh Trạch. Dạ. Vậy chú đi là sao ở đây? Cũng con cháu hả? Tôi là cháu ngoại của cái ông này. Dạ, cháu ngoại của ông này. Phan Kim Cân là con nhưng rể. Nhưng mà tôi là chỉ cháu rể thôi nha. Cháu rể thôi. Ừ. Nhưng mà cũng còn mình bà ngoại thì nằm ở dưới á. Dạ. Nhưng mà mình cũng là trong gia tộc mà. Con rể nhưng mà cũng trong gia tộc. Rể. Vợ tôi mới trong gia tộc. Dạ dạ. Rồi. Tôi là người dân. Người dân nhưng mà cũng biết cũng nghe kể biết, lại. Biết, dạ, giai thoại của ông bà cũng biết chứ. Dạ. Vậy là chú qua đây thanh minh đó hả? Thanh minh. Dạ, vậy là chút xíu là thanh minh luôn. Đợi vợ, đợi mấy đứa con với anh vợ rồi vô. Rồi vậy là vui quá, lát qua ở đây con quay luôn. Ké luôn. Ké luôn. Dạ, vui. Dạ, vui quá, rồi ở lại luôn. Dạ. Sợ đó, năm nay sợ nhà nước á, không cho tụ tập á tí. Dạ. Chứ đâu có dám ngủ đông, thường là năm nào cũng nhậu ngồi ở đây nè. Dạ. Trời ơi, nó vui gì đâu, mình nhớ ngồi tại chỗ này nè. Vậy là năm nào cũng qua đây thanh minh hết rồi chú. Năm nào cũng vậy à. Dạ. Mà vui lắm, rồi năm nay rồi nghe không cho tụ tập rồi. Không có dám ngủ. Dạ. Dạ. Vậy là gia đình mình ở đâu lần chú? Ở phường 1 Bạc Liêu. Dạ, ở thành phố Bạc Liêu. Dạ. Nhưng mà đất này là đất của tổ tiên ông bà xưa giờ rồi. Tổ tiên ông bà. Dạ. Nó già ở nó còn cái hàng rào nó nhưng mà bị nó sát cái bờ thì sát cái điền nó sạt lở. Sạt lở ha. Dạ. Vậy một chút xíu nữa là sẽ được gặp gia đình gia tộc của công tử Bạc Liêu là của ông cụ Trần Chinh Trạch là ba của ông của cụ Trần Vinh Huy là cụ vợ tôi á là kêu ông này á là bằng ông cố bà cố. Ông cố là ông hội đồng Trần Chinh Trạch đây. Dạ. Ông cụ đó. Dạ. Rồi ông Trần Chinh Huy này là ông cậu. Ông cậu. Ông cậu. Ông cậu của vợ của chú. Ông cậu vợ. Dạ. Công tử Bạc Liêu nè các bạn. Ông an nghỉ ở đây nè. Là phần mộ đất của gia đình là cầu Quang Huy ngày xưa đó các bạn. Đó là ông công tử. Dạ. Vậy thì xung quanh ngôi mộ đó là còn mấy ngôi mộ kia là cũng trong
họ hàng trong dòng họ thân tộc luôn. Dạ, họ hàng thân tộc luôn. Dạ. Trời ơi, 16, 17, 18. Dạ. 18 cây cao cũng già. Dạ, vậy là cây cao này hồi xưa là bên công ty du lịch Đà Lạt trồng. Trồng đẹp lắm đó chú. Đẹp lắm, dạ. Ông xin ông mà. Bây giờ mấy chú trông coi đây, chú nói là tâm linh cái chú chặt bỏ hết. Chắc có lẽ vậy. Sợ ung tùm á ha. Ừ. Dạ. Thôi kệ đi, nhưng mà con nghĩ ở đây cũng mát mà. Thì ở đây nó là ngay mát, nhờ cái này ông xây cắt cũng lâu rồi. Dạ. Năm 1942 cho tới nay. Wow. Tại vì ông cụ này là ông cụ này mất trước nè. Ông cụ này mất năm 1942 là 5 năm sau bà cụ mới mất. Mới mất rồi. Rồi thành ra từ năm 1942 thì đã lập thằng mộ này rồi. Dạ. Còn ngày xưa ông Công Tử còn. Vì ông còn sống thì ông khả năng của ông làm ngôi mộ hoành tráng nhiều quá trời luôn, đúng rồi đó. Chỉ là mộ này là do Công Tử cầu Ba Huy lập đây. Ông lập mà. Vậy là mộ đá này. Thiết kế đồ ông kêu vật tư từ bên Pháp trở về làm đó. Các bạn ơi, đây là công của cậu Ba Huy làm nha, chứ không phải là của người khác lập nên cho nha. Đúng rồi. Vậy là cái này là của dạ. Tại vì cậu Ba Huy lập cho ông hồi đồng á, lúc cậu Ba Huy còn sống á. Chứ không phải là do ai lập đâu. Đây là đá này cũng là chở từ Pháp rồi các bạn. Đó tôi nhớ ở trên đó là cái hàng chữ đó mà câu thơ lúc tuổi trẻ ra làm thiên tí gì đó nó hẳn cẩn thạch nghe nói gì thôi. Vậy nhưng hả? Mà tiếp thu vô thì mình không thấy, thì giải phóng vô mất hết rồi mình không thấy thôi. Dạ. nó cẩn thạch nó vẫn vậy đó, nó vẫn vàng vàng đó, đó. Bị cãi đó rồi, bị cãi đó. Dạ. Vàng lá đó, mấy vàng đó là cẩn luôn. Ừ. Vàng luôn, vàng lá luôn. Vàng lá mình đó. Vàng lá, đúng rồi, tại vì mình giàu mà người ba mẹ mất thì tất nhiên phải làm một cái nơi cho nó thật là hoành tráng. Hoành tráng, hoành tráng. Chỉ là bị cãi là có thể đó. Tại vì cơ ngơi là của ông cụ bà cụ dựng nên mà. Rồi ông Công Tử rồi sẵn thừa hưởng thôi, thừa hưởng. Thừa hưởng thì ông có tiền thì ông bung ra ông lo lắng cho. Dạ. Cho ba mẹ, nói chung là ông cụ này thì dạ. Với bà cụ là ba mẹ. Nhưng mà con nghe nói là hồi đó là cậu Ba Huy rồi còn sống á, là lúc đó cũng giúp dân nhiều lắm nha. Có khi ổng dân nghèo là ổng xóa sổ cho luôn á. Không, ông Công Tử Bạc Liêu á thì hồi ngày xưa nói chung á thì thời nói chung lịch sử thì nó thăng trầm lắm. Dạ. Qua bao nhiêu đời. Dạ. Pháp thuộc rồi Mỹ đô hộ rồi này kia, thành ra ổng nói tao không theo chính trị nào cho tao. Dạ. Nào cho. Dạ. Tao có tiền tao chơi ơn. Thành ra ổng nói giờ tao có tiền tao chơi. Dạ. Ơn tao làm ơn tao. Dạ. À. Làm người. Dạ. Dân thường thôi. Rồi ổng nói người nào mà nghèo khổ quá thì ổng xóa luôn xóa đúng trắng rồi. Luôn thành tại ra, vì người Pháp lúc đó còn làm công cho gia đình mà bây giờ ổng cái người dân nhầm khi người ta truyền miệng nhau người ta nhắc ổng hoài đó. Dạ. Vậy chứ ổng. Dạ. Không có, tôi biết ổng không có dính chân bên thằng nào hết. Dạ. Có tiền chơi ơn à. Dạ. Không theo thằng nào. Dạ đúng rồi, có nghe nói gì. Đây là cậu Ba Huy nha các bạn, cậu Tứ Bạc Liêu nè. Chúng nó vô nha con. Ngày con hay tấn phải không? À, năng. Ông tù đi, ông này lớn hết rồi. Làm sinh linh. Dạ, chị là ông này là ông lớn nữa. Ông này ông anh hai. Bên kia mấy ông. Ông anh hai, vậy là anh hai, đây là anh hai của Công Tử Bạc Liêu. Anh hai của. Rồi Công Tử Bạc Liêu là thứ ba, cậu ba, đây là cậu hai, đây là cậu ba. Phải không, cậu hai Đinh là... Cậu hai Đinh là lớn nè, dạ. Thứ hai á. Dạ, còn đây là cậu Ba Huy nè. Cậu Ba Huy. Ông thứ hai nè, ông thứ ba nè. Má Lê làm cái ngôi mộ. Má Lê. Các bạn ơi, bây giờ... Sanh đến đây quay thì gặp con cháu trong gia đình của Công Tử đến thanh minh. Cho nên chúng ta sẽ ở đây để mà tìm hiểu thêm về giai thoại của ông Công Tử Bạc Liêu nha. Mộ của ông
Công tử Bạc Liêu rất là mát mẻ các bạn. Tại vì tất cả cái nguyên liệu, cái vật liệu ở đây thì được chở từ Pháp về. Chở từ Pháp về các bạn. Ngày xưa năm 42, 43 rồi, 42, 41, 42 rồi là không có vật tư đâu. Đây không có đâu. Ở đây toàn bộ là chuyển từ vật tư, từ Pháp, từ tới những cái ông đá này nè, đá ông sư tử, ông gì nè, chuyển từ bển về không. Dạ. Đá cẩm thạch rồi đó ha. Đá cẩm thạch rồi không á. Dạ. Chuyển về rồi đổ nóc này cũng chuyển về. Vậy là ở đây móng rồi cũng đào chắc ghê dữ lắm á. Cũng dữ lắm á, thành ra mới là đổ dạng giống như đổ lầu vậy nè, đổ lăng xê rồi này kia tùm lum hết trơn đấy. Mấy cái cột tròn tròn. Vậy là bự. Vậy là con nghĩ là ngôi mộ này là ngôi mộ hoành tráng nhất ở miền Tây ngày xưa thời đó. Thời đó đúng rồi, thời đó người ta còn khổ mà. Đâu có ai có xây mộ cái này đâu. Dạ. Vậy là mộ này ngày xưa là nghe kể lại là lúc mà là lập mộ là hoành tráng lắm không chú? Có giác đúng vàng rồi. Lắm không? Có cái hàng chữ này tôi biết là nghe người lớn tuổi nói là lát cẩm thạch hay lát vàng như cái thằng hồi nãy nó nói lát vàng thì có thể chính xác đó. Vàng đá nó bung lên trên đó đó mấy cái chữ đó. Có thể hoành tráng hơn ha. Ừ. Không phải đơn giản. Cái câu thơ rồi đó là lát vàng mà bị cải hết luôn. Phóng vô đâu ai quản lý ai đâu. Dạ, cũng lo chạy rồi. Lo chạy rồi mạnh ai người nhầm người á thì người ta còn ở lại á thì người ta còn dòm ngó, còn không người nhầm người bỏ hết gia tài của cải người ta chạy đi qua Mỹ người ta sống cũng có thể. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, ta vượt biên. Người ta vượt biên á. Dạ. Ra, ai muốn lấy gì lấy có ai đâu mà. Vậy thì tụi anh cũng còn nhỏ. Dạ. Vậy thì cho con hỏi là bây giờ như là con cháu của công tử Bạc Liêu á là trong gia tộc mình á có ai đi nước ngoài hay là ở Việt Nam? Ở bên Pháp, con của ông công tử ở bên Pháp. Dạ. Nhưng mà không. Họ có tìm về nguồn không? Không. Có, mất hồi giải phóng vô có về một lần. Có lúc về mà lần. Ông công tử mất thì năm 70 mấy, năm 1970 mấy nghĩa là trước giải phóng. Dạ. Có về một lần. Dạ. Bên Pháp về. Dạ. Du học ở bên Pháp rồi ông cưới bà Đầm là bà cái người Pháp rồi sanh con một người con gái. Dạ. Tại Pháp luôn. Dạ. Mà người đó hình như còn sống. Dạ. Còn liên hệ những người lớn. Dạ. Mà sau này như là người lớn mất hết trơn quá ta. Dạ. Chỉ có ông công tử này là con, nói chung con gơi con gớt con trong gia phả rồi là đông thì còn ở đây. Dạ. Ông Đạt hồi đó. Dạ. À, bên Pháp lưu truyền về á, di chuyển về. Dạ. Vậy là đây là đá cẩm thạch là đem từ bên Pháp về luôn ha chú. Mấy cái phần mộ này nè, mấy cái phần để bệ thờ này. Wow. Mình phải quay xa mình thấy cái hoa văn, cái họa tiết của nó. Sờ vô rất là mát không? Ừ, mát rượi à. Sờ vô mát rượi, mát rượi không? Hồi đó trồng hoa nhiều lắm á chú ở đây. Ừ, xung quanh là qua 10 giờ luôn nè. Dạ. Ở phía sau thì ruộng đất của người ta. Dạ. Vậy là cái mộ này cũng phải là ít ra là cũng trăm năm rồi đó. Lâu rồi. 42 năm 1942 thì cũng hay lập mộ phải không? Ông hồi đồng mất là lập là còn bao nhiêu lập? 42 thì tới 58 là nó ra 2000. 58 năm là nó ra 2000. Đúng rồi, 58 năm nữa thì nó sẽ ra năm 2000 mà năm nay 2020. Thì 20 năm nữa. 72. 78 năm. 78 năm. Ừ, wow. 78 năm. Mộ này được 78 năm rồi các bạn. 78 năm. Vậy là hồi cái không, này 78 năm mà tôi biết cái phần mộ là mưa nắng giải dầu là nằm cái này là lăng xe nè, cái đổ lầu nè. Dạ. Tôi biết là không có sửa chữa gì nhiều á mà nó còn tới giờ là cũng kiên cố gì lắm rồi đó, dữ lắm rồi đó. Ừ, đúng rồi, cho mưa nắng là nó dễ bị hư theo thời gian lắm á. Dạ. Nhưng mà tôi thấy là nó rất là tốt. Tôi lên biết nhiêu năm nay là. Dạ. Vậy là mộ này đâu có bỏ hoang đâu, con cháu chăm sóc đầy đủ mà phải con không? Cháu chăm sóc đầy đủ nhưng mà tôi nói bạn nghe. Dạ. Con cháu nó cứ lưu lạc người hơi người hướng, nghĩa là đi đâu về thì tới nhớ tới ngày thanh minh thì vô đây đốt nhang
thành ra không có cúng gộp hội, không có cúng chung được, không cúng chung được hả? Dạng không có ai thông báo cho ai, dân mạnh ai nấy cúng á, nói chung mạnh ai nấy cúng á. Chú ơi, có cho con hỏi là có bao giờ mà giả sử như gia tộc mình tới cái bắt đầu con cháu mà giống như là chưa biết nhau nhưng mà khi đi thanh minh gặp cái bắt đầu hỏi thăm nhau rồi biết nhau không? Có gì không? Có một dịp là cũng như là mấy đứa con của mình thì nó gặp mấy đứa con của ông giữ mộ đây nè. Dạ. Ông hỏi thành ra nó mới biết thôi chứ không thôi. Rồi có nhìn nhận nhau không? Có. Dạ, vậy là quá tốt luôn ha. Nó cũng nói chuyện. Dạ, dòng họ mình biết nhau nhiều hơn nó tốt lắm. Nhau nhiều dạ, hơn, gắn kết hơn. Mình cảm thấy cũng là một cái gì đó tự hào chứ. Tôi thấy nhầm khi mà nếu mà không có những dịp thanh minh này tụi nó không gặp nhau, tụi nó biết nhau cái lộn bể đầu cũng không ai không biết bà con. Dạ, đúng rồi. Vậy là con cháu của ông công tử nhiều lắm, ông lắm đó, không? Đông. Tại đó chắc đông cậu ba hết, chắc cũng vợ nhiều vợ không? Ông cố này hồi đó là tôi nhớ là như ông có 8 người con. Ông cố là ông hội đồng này. Cha của cậu ba Huy nè các bạn. Có 8 người con. Vậy là quê gốc ở đây luôn, Vĩnh Lợi này luôn. Hai miếng mình cặp lại chỗ. Lấy màu này màu kia con dán lên. Đó là ông cố con, còn này là ông cậu cố rồi. Dạ. Yeah. Ông cố, cậu cố. Tại vì bà ngoại của vợ thì nó kêu bà cố rồi. Dạ. Mà công nhận tiếng tâm của ông còn lâu ha. Con cháu rồi ai cũng biết tới hết. Từ Nam ra Bắc luôn. À phải rồi. Lấy lừng luôn, lấy lừng luôn. Nhưng mà tiếng của cậu Ba Huy cũng tốt mà, ổng cũng xóa nợ ra cho dân dữ lắm á. Phải rồi, người ta nói đi. Nói ổng cũng tốt. Kệ ai nói gì nói á con. Đó. Ba thì là... Ông ngoại của tao nghe là phước lắm đó con. Dạ. Mình vậy hả? Vậy là ông này là cũng con rể của ông hội đồng không? Là anh rể của công tử hay em rể? Em rể. Em rể của công tử là làm phước lắm không? Ừ. Dạ. Ờ là không cần á. Dạ. Ông người hồi đó là phước dữ lắm á. Dạ. Còn bây giờ tôi kêu vậy là hồi đó ông cũng làm phước dữ lắm không? Ờ, thời năm rồi con. Ba Huy là ông cậu Ba Huy này là ổng là biệt danh ổng là hát công tử đúng không? Đúng rồi, hát công tử. Tại ông gia ngâm phải không? Nước gia ngâm đúng. Dạ. Đây là gần bờ biển muối nè. Dạ. Nước gia ngâm. Nó nước gia ngâm. Ít có trắng, còn ông Bạch công tử là ở Tiền Giang. Tiền Giang nhưng mà có được mà đấu cái gì với thua ổng á, thua cậu Ba Huy này nè. Thua ông này. Không lại ông này đâu. Dạ. Tại vì phải rồi đó, cũng như ông Bạch công tử á. Ông Bạch công tử này nè là ở Tiền Giang, Mỹ Tho gì đó. Với ông Hắc công tử này nè. Dạ. Là thương bà nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Là dạ. Bà Phùng Há bà kể lại đó, bà dạ. Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Dạ. Bây giờ bà Phùng Há cũng mất luôn rồi. Dạ. Nhưng mà cuối cùng á, bà Phùng Há thì bà lại ưng ông Bạch công tử mà bà không ưng ông Hắc công tử. Dạ. Dạ, cái đó là đài phỏng vấn bà Phùng Há rõ ràng mà. Bà Phùng Há nói con mới biết thôi chứ. Bà Phùng Há bà kể bà nói lúc mà đi vô trong một cái gạp mà coi gì hát bội rồi á, là có bả đóng vai diễn. Dạ. Thì trong cái lúc mà ngồi uống phê thì ông Bạch công tử ông có móc đồng bạc cắt á, sao mà gớt rồi ông mới cầm cái hộp quẹt á, ông mới kiếm đồng xu. Dạ. Đồng xu năm hào vậy đó. Dạ. Ông công tử hỏi kiếm gì thì ngồi gặn nhau nói mắc gớt đồng tiền giờ kiếm cái nó ôi ông ơi cái hộp quẹt không sáng rồi, ông mới móc từ ông công mà đó 5 đồng hay là 20 đồng tiền lớn đó, tiền lớn lắm á. Dạ. Ông mới đốt, ông nói cái tờ này gọi rõ hơn cái hộp quẹt đó. Dạ. Là thằng ông mới gọi kiếm rồi ông này ông nói ủa bạn bè cũng như dạng kêu bằng to hay là bo vậy đó. Dạ. Là chẳng nào chẳng khác nào chơi khăm tôi rồi hai người mới thách đố. Dạ. Thách đố nhưng mà hồi đó mình nghĩ chắc không có xảy ra, là tại vì bất kỳ một chế độ quốc gia nào mà đốt tiền á để mà làm thú vui á là đều vi phạm pháp luật hết. Dạ. Mà mình nghĩ là chắc không có, chắc là nhân dân đồn thổi ha. Đúng rồi, nhân gian đồn thổi thôi chứ mình dám cam đoan luôn trong tâm mình á. Dạ.
là chắc không đến đổi xảy ra vấn đề đó, nhưng mà đốt tờ bạc để kiếm đồng bạc cát là có. Như là nhưng mà độ giàu có là công tử Bạc Liêu là số 1 phải không? À đúng rồi, độ H công tử là giàu hơn Bạch công tử của Tiền Giang. Nói chung ông H công tử không chịu chơi. Dạ. Như ổng thương ai rồi là lựa hột soạn thì ổng tới bến luôn. Dẫn vô cái tiệm gì đó, ổng lấy một bụng ta nè, ổng bụng vô bọc, ổng nói về lựa đi rồi còn không xài đem trả lại. Rồi kim cương mà. Cái cuốn gói được không? Cuốn gói heo nữa nữa là lúa vậy. Lúa. Hốt bụm chịu chơi đó. Nó mức độ chịu đánh chơi của ông là vô địch chơi. Lựa đi, cứ thích hột nào là bục hột đó. Còn nhiều dư trả lại. Đúng rồi, đó là ông H công tử mà ông chịu chơi cho nên cái tiếng của ông kia giàu, ông kia giàu thì nhưng mà cái tiếng không lại ông này. Đúng, không lại. Giờ ông này tiếng H công tử không chịu chơi hơn nó sọt hơn nữa. Sọt lắm. Chú đây là dưỡng mộ đây. Chú là con cháu không? Con cháu luôn. Ông cố à? Ông cố, ông sơ không ạ? Cháu ngoại ông Thăng Kim Căng á. Thăng Kim Căng là ông ngoại. Cháu ngoại. Mà ở đây là có trách nhiệm lớn á. Thằng mộ này. Ủa cháu tự nhiên dạo này luôn vậy? Thấy nó bịt quá. Mấy lần mình vô thấy nó bịt tối quá thì chặt hết luôn. Dạ. Chú người ta có hay tới đây người ta viếng mộ của công tử Bạc Liêu nhiều không chú? Có. Dạ. Lỡ mình mở cửa người ta vô. Dạ. Vì cái thường nó đóng cửa. Dạ. Vì mấy bữa là mấy đứa nó bằng nhà mộ á. Dạ. Mình đây. Ông anh này là ông coi phần mộ này. Thành ra mình để cửa cho nó bằng chứ không thôi là đóng cửa không à. Dạ. Giờ chú là ở đây lo hương khói đây cho ông bà. Cho giữ mộ. Giữ mộ luôn, giữ mộ. Ủa mà tại sao mình phải giữ chú, mình sợ người ta vô sao phá hả? Thứ nhất là nó tụ cho trôi vô nó hút xì ke rồi nó nhậu. Dạ. Nó nhậu mình thả đồ dơ rồi mình phải mình phải dọn. Dạ. Không cho nó vô. Dạ. Không có cho nó vô. Dạ. Cái giống như là cảm giác của mình mà được thờ cúng ông bà, mà ông bà mình cũng là tiếng tăm lẫy lừng, cũng giàu có hồi xưa vậy đó. Mà tiếng tăm cũng nói chung là thiên hạ đồn mà có tốt có xấu, nhưng mà đa số là tốt không à. Thì chú cảm thấy thế nào, thấy một cái điều vinh hạnh đó chú? Ông kia là có thì lúc ông cậu thì ăn chơi thì nghe có mà ăn chơi cái cách là đạo đức, ăn chơi đạo đức rồi đó là không có hạ hiếp người ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái có tiếp tế rồi kia cho cách mạng nè, tiếp tế cách mạng mà cũng hồi kia chế độ trước cũng như hai bên đó, tiếp tế hai bên, lo hai bên hết. Nên ông đứng giữa đó, ông đứng giữa. Ông đứng giữa. Cái ông mà lúc mà đi học bên Pháp về là ông không có làm chính quyền cho ai chứ. Dạ. Chỉ làm một người bình thường thôi, dân thôi, dân ăn chơi thôi. Chơi thôi, không có tham gia chính trị. Dạ. Cho nên mình cảm thấy cũng rất là tự hào đúng không chú? Không có cái gì để mà nghĩ ngợi gì hết. Tại vì con muốn tới đây quay rồi con được quay mộ của công tử cho chính xác, về giống như là người ta đồn thổi nói là bây giờ công tử Bạc Liêu là không có mộ nè, rồi con cháu không thấy coi, rồi mộ này là do người khác lập các kiểu đó, cho nên con phải tới cho biết sự thật. Bây giờ chú cho con biết đi. Siêu đạt nè. Dạ. Chứ bây giờ lúc nãy con vừa tới là được mấy chú này cho biết là mộ này là do là cậu Ba Huy xây dựng lúc ông hồi đầu mất á. Là đem không, pháp vậy không, không 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 chặt không phải, không phải là cái mộ này đó là xây dựng là cậu Hai Đinh là anh Ba Huy. Dạ. Dạ. Ai xây ổng xây ông Hai Đinh đứng ra xây, đứng ra xây thứ hai. Nhưng mà lúc đó là ông bà mất là làm cho ông bà phải không, xây cho ông bà làm xây ông từ bà. Năm 42 thì có nghĩa là ông nhưng mà xây. Nhưng mà cậu Ba Huy vẫn còn sống mà ở còn thì cũng đúng, ông không có làm. Không có làm anh thứ hai làm. Bây giờ hồi trước đó là cái mã này là mã thứ hai. Hồi trước cái mã của ông Trần Kinh Trạch, bà Kinh Trạch đó là cái mã bằng ngói, cũng ngay đây luôn mà mã bằng ngói. Bằng gọi chồng vòng này trồng bằng chặt dược. Dạ. Bằng ngói mà cây bằng căm xe. Dạ. Nội một nó. Dạ. Rồi sau này đó là ông cậu hai mới mần lại cái này. Vậy là cậu hai này là quyết định nè. Cậu hai Trần Chinh Đinh nè là quyết định làm. Nhưng mà cậu ba còn sống chứ, cậu ba cũng giúp chứ. Cũng phải rồi, cũng có ý kiến đâu chứ. Tiền bạc là các kiểu chứ. Thì ông kia thì khởi xướng. Dạ, thì cũng vậy thôi, cũng người trong gia đình thôi. Ủa, Hiệt Tấn. Còn cái bà Trần Thị Dậy là ai? Bà gì? Hả? Bà gì? Bà gì thứ bảy.
thứ bảy hả? Ừ, em mấy mấy ông này thì bà em còn ba đó, em gái còn ba. Bà này thứ bảy. Ông thì nào con vô trong nhà của công tử, con thấy có một người em hay là chị của công tử đẹp gái lắm mà không biết người nào á. Không biết có phải người Trần Thị Dày này không nè. Không phải. Không phải, cái đó má bảy rồi quá. Cái đó là bà có bà một bà đẹp gái lắm. Bà tôi gắng nhớ bà gì? Bà vợ bà Huy Ngô Thị Đen. Bà Ngô Thị Đen. Một bà vợ bà Huy. Không, hình như là chụp hình chung gia đình luôn. Chụp hình chung gia đình luôn. Chụp hình chung gia đình luôn. Dạ. Cái này mà ngoại hả? Ủa này, giàu sang biết phái. Ông công tử còn ông ở bên Pháp rồi có về rồi. Hồi trước có về. Ở Thị Sĩ. Cái con bên Pháp là con của ông cậu Tám Bò. À gì tiếp mà luôn cả con của bà Ba Đen này. Ủa, nhưng mà ông cậu Ba du học ông có ghệ ở bên bển. Nhưng mà cái đó là không trong gia phả đúng. Ừ, nhưng mà không không có về, cái đó con người Pháp không có về. Còn mà cái người mà con của bà gì mà vợ ông Ba Huy và bà Đen đó là ở Thị Sĩ. À, Thị Sĩ như bà chết Thị Sĩ đem về đó. Dạ. Nhưng mà con cũng còn ở đó mà nhưng không biết còn sống hay là chết, không có về. Có cả chục ngoài năm trước có về lần một chỗ mộ nè. Rồi thôi, còn cái bà gì tiếp là con của ông cậu Tám Bò có về. Nhưng mà về cũng lần hai lần à. Rồi đi tới giờ luôn. Dạ. Bà chết rồi. Bà gì tiếp là bà hình như là bà tám mấy chín mấy gì rồi, bà chết bên Mỹ. Dạ. Là con của ông cậu Tám Bò. Con dạ. Ờ đó. Là gia bà gì là bà gì? Không có chồng. Không có chồng là bà gì bảy, không có con. Chỉ là đi sên đó, là chồng Mỹ đó là làm phòng tổng giám trị đó là con nuôi thôi. Bà gì thì không có chồng. Dạ, không có chồng. Không có chồng. Sao mà bà gì bảy này lại không có cái năm sanh ta? Chỉ có năm mắt à, năm 1985 là từ trần. Bữa nào tao làm cái miếng khác, chắc quên. Chắc nhiều khi đặt nó quên. Dạ. Vậy gì lát chưa, cái nào thiếu chứ, là, chứ không phải là không biết ngày sanh. Biết chứ là coi lại. Vì mấy bữa tao cũng đi xuống cái chỗ mà đường Trần Phú đó, có bà gì tư gì năm thở đi cano chết đó, xuống đó rồi nữa chắc cũng phải cúng đó nữa. Nó là tao cúng. Thì không có ai cúng chứ tao cúng. Thế mình cúng cái nó nhỏ thôi mình về. Bà gì năm, bà gì tư là chị của bà về bà ngoại tao luôn. Dạ, chị rồi đó đi cano chết, ba người đi cano đó. Rồi cái bà của ngoại là bà Trần Chinh Trạch. Nghéo bà ngoại lên. Rồi trong khi lên nó quên đóng cái cửa, nó đi lên và hai người kia chạy cano. Rồi bắt đầu khi mà nó bị lắc đó, nó chìm, nó là nước vô chỗ đó. Chứ nếu đóng cái cửa thì không sao. Rất là lâu chứ chú. Hồi thời Pháp rồi. Thời Pháp mà đã có đi cano rồi đó hả? Trời Pháp có máy bay, có cano nó tầm thường thôi, với xe rồi này. Nhưng mà cỡ giống như gia tộc của công tử Bạc Liêu mới được đi chứ dân thường đâu có đi được. Thì coi như là miễn ai có tiền thì cứ mua. Yeah. Mình nói vậy bây giờ cũng vậy thôi. Thì đúng rồi, thời đó dân cũng còn nghèo. Còn gia phả của gia đình công tử thì giàu nức tiếng rồi. Rồi ông bây giờ con cậu Trần Chính Đức á, con của ông công tử nè, bây giờ lúc trước du lịch ở Bạc Liêu mở cửa thế, còn ổng bây giờ ổng ở đâu ta? Ổng bên phường 5. Ổng bên phường 5. Nhưng mà ổng bây giờ không có bán vì cấm vụ dịch nè. Vậy là chú đó là con của cậu Ba Huy hả? Con của ông cậu. Con ruột luôn á. Con ruột luôn. Dạ. Rồi chú là gì? Chú là tôi cháu dạ. Bên ngoại. Cháu bên ngoại. Tôi ngoại. Vậy là ngoại tôi là em của ông Ba Huy. Đúng rồi, con thấy là chú đó là giống lắm, giống công tử lắm á, khuôn mặt giống lắm á, rặt luôn. Đúng không? Rặt. Nó nhìn hình con ruột luôn, nhìn giống thiệt. Vậy thì chú đây có liên lạc với chú bên đó không? Nó thường thân có chuyện không? Thân chứ. Thân à? Thân chứ. Cậu cháu mà. Cậu cháu tôi giống là thân nhất á. Dạ. Thì vậy là ông cố bà cố là 7 đứa con đó thầy. Ừ. Tại vì ông Trần Chính Đức là em biết thứ hai dạ. Rồi tới bà Huy thứ ba. Cậu hai, anh trai của công tử Bạc Liêu nè các bạn. Anh trai anh thứ hai đây. Cả đây. Nhưng mà không hiểu tại sao mà gia tài là không có, là tại sao mà giống như là ông hội đồng Trần Chính Trạch á,
là ổng cũng có con thứ hai đó, cũng là con trai con trưởng, mà sao lại tài sản lại cái cầu bao quy lại không vậy là cháu không biết rồi. Dạ. Cái này trong cái Vumi nó có nghĩa là như gì? Dạ. Ông anh thứ hai cũng là trong coi như đình thời đình gian ông đi qua quy đi du học đó. Dạ. Ông này thay thế như coi đất điền tá điền coi đồ nghe này kia nọ. Dạ. Rồi khi mà ai muốn làm rồi. Dạ. Khi ông kia về thì cũng như ông anh thứ hai muốn làm mà còn phần thì đã chia ra ai. Dạ. Cũng đều có phần hết. Dạ. Như tôi cũng có phần. Dạ. Đó cũng như vậy tôi với mấy người bà già tôi riêng, cũng có sau phần này cũng ra ở riêng hết rồi không? Thì coi như là có phần hết rồi, nhà cửa đất đai gì đó. Dạ. Cứ cấp người phần hết. Dạ. Nhưng mà cậu Ba Huy thì ở trong nhà không, ổng đại không biết cái hồi lúc mà ổng đi du học rồi ổng ở nhà một thời gian. Dạ. Thời gian chấn thủ ổng xuống bầu tràng cho ổng làm tá điện ở dưới rồi ổng đắp xăng máy bay ở dưới là cái đó là trong gia đình mới biết, đưa ổng xuống bầu tràng đó là lúc đó là đưa ông xuống vào sàn là cho ổng giữ ở dưới. Thôi mà nghe giai thoại của ổng nghe thấy thích à. Rồi cái ổng dưới trong vào sàn cái ổng mở thi hoa hậu luôn cho cái ra ổng. Dạ. Ổng đi mở thi hoa hậu. Thành ra bây giờ trong sử sách ghi lại là ổng là người đầu tiên mở cái cuộc thi hoa hậu của Việt Nam đó. Có nó có thiệt có luôn á. Đúng rồi, đúng rồi, tôi có nghe nói đó. Thì tính ra là cái bỏ tiền ra mở sân khấu mở đồng gom rồi lại rồi thi đậu ai đậu được cái nhiêu ai đấy được chưa, quá tài không. Kêu mấy người đá điền, kêu mấy người dưới rồi đó đi gom đi gom mấy cô trong xóm này em, đứa nào đẹp đẹp ai ứng tiền nói thi hoa hậu đó, nhưng mà toàn bạc cà mau bạc liêu ai muốn thi dưới đảo lại chi phí hết thì coi như tiễn người đẹp luôn vậy đó. Không, nhưng mà hồi đó em không hiểu Hi Tấn là bà mở ba là bà Ngô Thị Đen á. Ừ. Là sao mà bà không có quyền gậy ổng thấy ổng hào hoa đó gì tao nói mày mấy lần mày quên sao, khi ở với đó là chính thức là vợ của Ba Huy là Ngô Thị Đen. Mà khi mà lúc là có mời vừa có là bà dì tiết đó đứa con đó, lúc đó thì coi như có mấy tháng à. Là coi như là ổng cái kiểu mà đi chơi rồi gái rồi cặp đó, bà mới buồn tình mới đi qua Thụy Sĩ đi Pháp. Đó mới bỏ ổng đi qua Pháp. Đó là nó có cái nghĩa gì đó. Rồi khi mà lớn lên rồi này kia nọ đó thì cũng có liên lạc đâu. Dạ. Gì đó đó rồi, nhưng mà về thì bà không về. Đó vậy đó chứ không dặn bỏ ông đi. Nó vậy đó. Đàn bà mà không ghen thương. Rồi khi mà bà cũng là bà gần chết chứ ông chối đó. Ông công tử ông quá trời đầu qua rồi. Ông cũng bà cũng chối là bà chết đó thì sĩ đem về để làm đám ma ở nhà công tử đó, nhà của ông Trần Vinh Trạch đó. Nhưng mà có một cái là hòm đồ kia đem về giá trị lắm mà nó bằng thủy. Nó cũng như ngủ trang điểm nằm như ngủ thôi, ở ngoài bằng cây đẹp à. Rồi ở trong thì nó thêm một lớp kiềng nhôm. Đó, rồi cái hòm nó mở vừa phá dở lên là thấy nằm trong đó. Xác còn nguyên nha. Xác còn nguyên. Trang điểm đẹp luôn. Trang điểm đẹp luôn. Trang điểm y như là cái hình ở ngoài. Như ngủ vậy. Đó. 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 Hồi đó thì em còn nhỏ lắm, em không muốn gặp. Vậy là chú đa con của công tử Bạc Liêu hiện tại. Trần Chính Đức. Trần Chính Đức là ổng đang ở đâu? Hiện ở tại bên phường 5. Phường 5 Bạc Liêu. Là nhà đó luôn hả nhờ? Nhà nước cho ở. Dạ. Nhà nước cho còn ở. Có vợ có con gì không? Một vợ ba đứa con. Dạ. Không đâu à, ông cậu Đức là hai vợ. Biết là ông cũng nhiều vợ lắm. Hai vợ mà vợ thì mình nhìn nói vắn tắt thì giờ còn ở bà thì ba đứa con cũng gì. Vợ trước là y sĩ chết. Nói chung gì chết kể ra đó chưa kể chưa công nhận là ông tính chưa công nhận được khác nữa. Chứ là em biết là ông cậu Đức là ông cậu cũng chịu chơi lắm à. Nhưng mà ông cũng mấy bà, nhưng mà có một cái là chết rồi thôi khỏi cần nữa rồi. Có đứa con trai nói chung cũng qua nhiều mối tình mà thôi mấy người đó không có kể. Ông Nhân tính cho người anh còn giữ nữa chính của vợ. Đúng là cái game của ổng nha, game của ổng rồi ông vợ nhiều mà. Mà ông cậu Đức là như ổng có nhậu gì Tấn ơi. Ý nhậu dữ lắm, tôi nhậu không lợi ông nữa đó. Vì sao? Hồi trước đó
là tôi với ông thường thường là chiều là như thế này. Ủa, là ông, đi ông quán cho ba bên dân cư phường hai đó. Là ông hơn cậu, ông cậu ba chỉ có không nhậu thôi, chỉ mê gái thôi. Thôi. Nhưng mà ông vô vừa mê nhậu vừa mê gái nữa. Ông Nhân không hơn nhậu. Hơn luôn. Ông Nhân thì không nhậu. Ông Nhân thì ông nào cũng là vũ sư hết trơn, ông nào cũng dạy nhảy đầm hết trơn đó. Mà ông nhậu, ông không nhậu, ông Nhân không nhậu, ông Đức nhậu. Nhưng mà sao? Vấn đề nhảy đầm là ông công tử đem từ bên Pháp gì á. Bà ra. Đầu tiên luôn. Sau này nó ông không nhậu là ông bị tim á, đi nông tim nữa là bác sĩ không cho nhậu là ông bỏ luôn. Vì ông còn uống thuốc không? Còn uống thuốc uống cà phê thôi. Chứ hồi đó ông nhậu mà tôi nhậu không lợi ông á. Cậu Đức á là thấy là giống ông cậu nhiều luôn á, giống nhiều luôn á. Đúng rồi, giống dữ lắm. Giống. Mình người ngoài mình nhìn vô mình còn thấy giống nữa, cái ghen ông còn rặt luôn. Ghen rặt luôn. Quên ha, lúc mà ông mắc quên kia ông xé chăn kế lại ha, đừng xé chăn chó là chết chắc. Chăn kế chó. Chăn chó đi xuống như đất nằm, đi xuống đất nằm. Dưới đầm luôn á. Rồi mấy cháu ở đâu lại quay? Con ở dưới Thành Trị á chú. Thành Trị Phú Lộc. Dạ. Ở gần đây. Dạ thôi bây giờ con cũng cảm ơn hai chú rất là nhiều. Cảm ơn hai chú đã chia sẻ rất là thú vị về gia phả của công tử Bạc Liêu. Với lại mình cũng cho người đời biết được cái danh tiếng của ông để một cách chính xác nhất. Không có sự là đồn đoán. Bây giờ con chúc hai chú thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi con cảm ơn rất là nhiều. Dạ.